Chúa ở cùng anh chị em. Phúc âm Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sica thuộc xứ Samaria, gần phần đất Gia-cóp đã cho con là Giu-se, ở đó có giếng của Gia-cóp. Chúa Giêsu đi đường mệt nên ngồi nghỉ trên miệng giếng. Lúc đó khoảng giờ thứ sáu, một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước. Chúa Giêsu bảo: "Xin bà cho tôi uống nước." Lúc ấy các môn đệ đã vào thành mua ăn. Người đàn bà Samaria thưa lại: "Sao thế, ông là người Do Thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria? Vì người Do Thái không giao thiệp gì với người Samaria." Chúa Giêsu đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà xin cho tôi uống nước thì bà sẽ xin người và người sẽ cho bà nước hằng sống." Người đàn bà nói: "Thưa ngài, ngài không có gì để múc mà giếng thì sâu, vậy ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng ngài chậm hơn tổ phụ Gia-cóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của ngươi?" Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khác, nhưng ai uống nước ta sẽ cho không giờ khác nữa, vì nước ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mặt nước và đến sống đời đời." Người ta thưa: "Ngài xin tôi nước đó." Giêsu bảo: "Hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây." Người đàn bà đáp: "Tôi có chồng." Giêsu nói tiếp: "Bà nói tôi không có chồng là phải, vì bà có 5 đời chồng rồi và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà." Bà đã nói đúng đó. Người đàn bà nói: "Thưa ngài, tôi thấy rõ ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông lại bảo phải thờ ở Jerusalem." Chúa Giêsu đáp: "Hỡi bà hãy tin ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ Chúa Cha phải ở trên núi này hay ở Jerusalem. Các ngươi thờ đấng mà các ngươi không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn phúc độ từ dân Do Thái mà đến. Nhưng đã đến giờ và chính là lúc này những kẻ thờ đích thực sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần và những kẻ tôn thờ người phải tôn thờ trong tinh thần và chân lý." Người đàn bà thưa: "Tôi biết đấng Messiah là người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Chúa Giêsu bảo: "Đấng ấy chính là ta, người đang nói với bà đây." Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin người vì lời người đàn bà chứng rằng ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Khi gặp người, họ xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày, vì nghe chính lời người giảng dạy, số những kẻ tin ở người thêm đông hẳn. Họ bảo người đàn bà: "Giờ đây không phải vì những lời kể mà chúng tôi tin, chính chúng tôi đã được nghe lời người, và chúng tôi biết người thật là đấng cứu thế." Đó là lời Chúa. Thưa bà chị em, ở những nơi không có sông suối hay là ở xa nguồn nước thì người ta phải đào giếng để lấy nước từ những mạch nước ngầm hay những hồ nước ngầm ở dưới mặt đất. Những nơi khô cằn vùng Trung Đông, người ta rất vất vả để tìm mạch nước ngầm, sau đó đào nhiều giếng giữa sa mạc, rồi đào những đường hầm thông các cái giếng này lại với nhau để truyền nước đến những cái vùng dân cư sinh sống. Tôi có xem một phim tài liệu về những người đào giếng và đào hầm thông giếng này. Vì họ phải đào rất là sâu dưới sa mạc trong lớp đá vôi mềm dễ lở, nên nhiều người đã bị mất mạng khi hầm sập. Vì thế mỗi lần thợ đào giếng chui xuống hầm,
họ luôn luôn cầu nguyện xin Chúa che chở họ. Bài phúc âm chúng ta vừa nghe, có một cái giếng đã trở thành nổi tiếng, đó là giếng Gia-cóp. Khi Chúa Giê-xu và nhóm nhỏ môn đệ đến ngã ba gần thị trấn Sica, là nơi có cái giếng của Gia-cóp, thì Chúa Giê-xu đến ngồi mệt trên cái thành giếng này. Lúc đó là vào giữa trưa, là lúc trời nắng gắt nhất, Chúa Giê-xu mệt mỏi và khát nước sau chuyến đi dài từ dưới miền Nam đi lên. Trong khi đó các môn đệ đi vào thị trấn trước để mua thức ăn. Đang lúc Chúa ngồi nghỉ ở đó thì có một người phụ nữ Samaria đến kín nước và Chúa xin chị ta cho ngài nước uống. Chị đi kín nước thì tình cờ gặp Chúa Giê-xu, chứ chị ta không hay biết gì và cũng không có ý định gặp Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu đã gợi chuyện với chị bằng việc xin nước uống. Sau một cuộc hành trình xa và dưới nắng nóng mệt mỏi thì Chúa Giê-xu khát nước và gặp giếng nước và người kín nước. Ngài xin nước uống là một điều tự nhiên bình thường. Nhưng ở đây không phải Chúa khát nên xin nước uống, mà chỉ là dịp để Ngài đề cập đến một vấn đề quan trọng hơn. Có thể nói Chúa giả vờ xin nước để gợi chuyện, và Ngài muốn nói cho chị ta biết chính chị là người đang khát. Và Chúa cũng muốn nói với cho chị ta biết là Ngài là ai, là người sẽ cho chị ta hết khát. Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Kính thưa quý ông bà chị em, ai chúng ta cũng khát nước. Vì không có nước thì chúng ta không thể sống được. Chúng ta có thể nhịn đói một tháng không chết, nhưng mà vào mấy ngày mà không có nước, nhất là những lúc nóng nước chúng ta thoát ra thì chúng ta sẽ chết. Vì vậy mà người ta có nỗ lực tạo ra những nguồn nước sạch cung cấp cho cuộc sống hàng ngày. Và nhu cầu nước sạch càng ngày càng tăng, càng cấp bách, vì nhiều nguồn nước bị ô nhiễm bởi vấn đề kỹ nghệ, cả nhiều bên tàu bên nước Trung Hoa hay là bên Việt Nam, nhiều nguồn nước bị ô nhiễm. Nhưng đó chỉ là nước vật chất nhằm thỏa mãn cơn khát của thể lý. Uống vào rồi chúng ta lại khát, chúng ta lại phải uống tiếp. Người con người chúng ta còn những cơn khát nữa, đó là những khát vọng tinh thần, đó là khát vọng hướng về vô biên cần phải thỏa mãn. Ta hãy nhìn người phụ nữ Samaria, mặc dù đang ở bên giếng nước nhưng cõi lòng chị ta vẫn khát khao. Chị ta thèm khát một tình nghĩa thâm sâu. Chị những tưởng rằng tình đời sẽ thỏa mãn được cơn khát ấy, nên chị đã lăn xả vào những cuộc phiêu lưu tình ái. Nhưng đã trải qua năm đời chồng rồi, và nay là đời chồng thứ sáu mà chị vẫn còn khát. Chỉ sau khi được gặp Chúa Giê-xu, trò chuyện với Ngài và được Ngài ban cho thứ nước siêu nhiên là tình nghĩa với Chúa, thì chị mới hết khát. Sau đó chị còn chạy vào làng rủ thêm nhiều người đến với Chúa Giê-xu và một thằng đích. Xin kính thưa quý ông bà cha, như người phụ nữ Samaria, chúng ta cũng hãy khao khát đi tìm Chúa là nguồn nước hằng sống để được thỏa mãn những khát vọng vô biên của chúng ta ở trong lòng. Vì chính Chúa mới có thể thỏa mãn được mọi khát vọng của con người. Như là Thánh Vịnh 61: chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ yên hẳn.
Dear my beloved children and friends, today's gospel story tells us about a Samaritan woman who met Jesus at the well. The conversation began with Jesus asking her for a drink. First of Jesus is symbolic. It's what for her faith that Jesus causes. So during the conversation, Jesus regularly helped the weak faith to grow in her heart. We see the woman's faith growing by the way she addressed Jesus. The title she gives to Jesus show more and more respect and faith as their conversation progresses. Jesus searches for the woman's faith and awoke the love of the Father in her heart. Jesus thirsts for your faith and wants to awaken the love of the Father evermore in your heart too. Did you ever feel like saying or hear someone say, there must be something more to life? So we need more of Jesus in our life. Having Jesus in the center of our life makes our whole life better. Every day is better with Jesus in the center. When we have Jesus where he belongs, our whole life just falls into place. At the end of Lent, hopefully, we have the picture of Jesus put back together again in our life, like the Martin woman. Because Jesus is the something more to life that we are looking for.